xứ Nghệ, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Theo dòng chảy của thời gian, người dân nơi đây đã sáng tạo và lưu giữ được một nền văn hóa dân gian phong phú, đa dạng, với nhiều loại hình đặc sắc, trong đó có dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Đây là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nghệ nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng. Trước những giá trị trường tồn của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, ngày 27 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 9 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Paris, Pháp, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là niềm tự hào không chỉ của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mà còn của cả dân tộc Việt Nam, đồng thời đặt trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản này trong đời sống hiện đại. Ngay sau khi dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản, đẩy mạnh việc tuyên truyền quảng bá để toàn xã hội, đặc biệt là các thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của di sản, góp phần tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trên quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân tươi đẹp nữa lại về. Mùa xuân cũng là mùa của thơ ca, nhạc họa, của văn hóa truyền thống dân tộc. Và dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là một nét văn hóa ngày xuân ở nhiều miền quê. Và cố giáo sư Trần Văn Khê cho rằng, đừng nghĩ rằng dân ca thì do người già hát, mà cách đây hàng chục, hàng trăm năm trước là do người trẻ sáng tạo và hát lên. Nhưng rồi trải qua nhiều biến động lịch sử, đất nước phải lo những việc lớn khác, những người trẻ xưa nay đã già, trở thành những nghệ nhân. Do trách nhiệm của người trẻ hôm nay phải tiếp tục hát và sáng tạo thêm. Vậy thực tế thì sự tham gia của người trẻ trong bảo tồn dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đang ở độ nào? Cần phải làm gì và cơ chế chính sách nào để người trẻ thực hiện tốt vai trò của mình trong việc bảo tồn những giá trị của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh? Mời quý vị cùng gặp gỡ với các vị khách mời trong chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Di sản Việt Nam tại Hà Tĩnh, và nghệ nhân dân gian Văn Sang, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn Hà Tĩnh, và nghệ nhân Hoàng Thế Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Và trước khi trao đổi với các vị khách mời, mời các vị khách mời cùng với quý vị khán giả theo dõi một phóng sự sau. Bảy tuổi, với chất giọng ấm áp truyền cảm, Nguyễn Ngọc Gia Hân, học sinh trường tiểu học Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, đã hoàn toàn chinh phục được các thành viên ban giám khảo liên hoan dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2023 với giải A cho tiết mục Bác về vui với cháu con và giải thí sinh nhỏ tuổi nhất của liên hoan. Niềm đam mê và thành công của Gia Hân chính là kết quả sinh động của việc đưa dân ca vào trường học, một thế hệ trẻ lớn lên với niềm đam mê giá trị di sản văn hóa của quê hương. Em cũng yêu thích các làn điệu dân ca ví dặm đó. Em mong muốn được trở thành một nghệ nhân và hát những làn điệu dân ca ví dặm để có thể bảo tồn được làn điệu của quê hương. Thành công của em Sa Hân cũng chính là thể hiện một phần kết quả của hoạt động đưa dân ca vào các hoạt động ngoại khóa, giảng dạy cho học sinh của ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh. Được biết, hiện Hà Tĩnh có hơn 350 câu lạc bộ dân ca ví dặm tại các trường học với hơn 8.500 thành viên tham gia, góp phần lan tỏa những giá trị của dân ca trong giới trẻ. Từ trong các phong trào đó đã khơi dậy tình yêu với dân ca của các em ở lứa tuổi học đường, đóng góp thêm cho phong trào hát dân ca những hạt nhân tiêu biểu. Các em học sinh chính là sự tiếp nối mạch nguồn, mang đến tinh thần trẻ trung tươi mới cho các làn điệu dân ca ví dặm. Cái niềm đam mê thì em có kể từ khi mà tiểu học, được các cô thầy ở trường chỉ bảo và dạy cho em hát.
Và cho đến bây giờ thì được các nghệ nhân ưu tú chỉ dạy, và đến trung học phổ thông thì em vẫn muốn được tham gia cả công tác bảo tồn và lưu giữ dân ca nghệ tĩnh. Dân ca nghệ tĩnh đã có mặt ở hầu hết các hoạt động văn hóa văn nghệ trong đời sống tinh thần của người dân. Và công tác bảo tồn các giá trị của dân ca Ví Dặm cũng đặc biệt được chú trọng. Tuy nhiên, có một thực tế, đó là việc tham gia hoạt động, tham gia bảo tồn giá trị di sản chủ yếu phụ thuộc vào niềm đam mê của những người trong cuộc. Cho nên, phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng niềm đam mê bền lâu với dân ca của những người trẻ. Bởi khi đến độ tuổi trưởng thành, các em thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau như sự cuốn hút của âm nhạc hiện đại. Bên cạnh đó là những khó khăn về các chế độ chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nghệ nhân, diễn viên tham gia hoạt động này. Trong tổng số hơn 70 người được công nhận nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân, thì mới chỉ có một người trẻ nhất là nghệ nhân Văn Sang được công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian vào năm 31 tuổi. Chúng tôi thấy là các cái lớp nghệ nhân, diễn viên già rồi, mai một rồi, không có sức hát nữa. Và bây giờ là phải cân tiếp tục đẩy mạnh cái công việc phá bảo tồn phát huy thì cái giới trẻ là nó quan trọng. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Nguyễn Tùng Lĩnh. Ông đánh giá như thế nào về việc bảo tồn dân ca Ví Dặm thời gian qua? Chúng tôi nhận thấy thì dân ca Ví Dặm cái tỉnh đã được tuyên truyền phổ biến và ngày càng nhân rộng trong cái đời sống văn hóa của Hà Tĩnh cũng như Nghệ An. Trong thời gian qua thì Sở Văn hóa Thể thao Lịch của Hà Tĩnh cũng như tỉnh Nghệ An đã tổ chức rất nhiều cái chương trình về bảo tồn dân ca Ví Dặm, tổ chức nhiều cái liên hoan hàng năm, 3 năm và các cái liên hoan của liên tỉnh. Thì đến nay thì dân ca Ví Dặm đã có mặt trong rất nhiều cái chương trình văn hóa văn nghệ của tỉnh, các chương trình nghệ thuật, rồi các cái chương trình của trường học. Thì tôi thấy rằng cái dân ca về tỉnh đã phổ biến đến rộng rãi trong cái đời sống văn hóa của tỉnh nhà. Thì bên cạnh những cái mặt được thì chúng ta cũng còn một số cái hạn chế. Ví dụ như còn có một số cái chương trình thì cái chất lượng của các cái tiết mục thì chưa cao. Rồi số lượng các cái làn điệu mới, làn điệu cũng chưa nhiều. Rồi việc hát đúng dân ca Ví Dặm cũng chưa thật sự đầy đủ trong các chương trình. Thì những đó là những một số cái hạn chế mà tôi trong quá trình làm công tác quản lý thì tôi nhận thấy trong thời gian như qua là như vậy. Vâng, vậy thì theo ông, người trẻ có vai trò vị trí như thế nào trong việc đóng góp bảo tồn các giá trị của dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh? Người trẻ có một vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn dân ca Ví Dặm Hà Tĩnh. Trong rất nhiều cái chương trình của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch hai tỉnh trong thời gian qua thì chúng tôi đều yêu cầu là phải có một cái dung lượng và một cái thời lượng dành cho người trẻ. Và chúng tôi cũng rất khuyến khích cái đội ngũ trẻ tham gia các cái chương trình này. Thì tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì cái số lượng người trẻ mà để tham gia hát cái dân ca Ví Dặm là cũng chưa nhiều. Đặc biệt là cái lực lượng nghệ nhân mà được phong tặng nghệ nhân dân gian đối với nghệ trong lĩnh vực dân ca Ví Dặm cái tỉnh mà có cái tuổi đời trẻ của Hà Tĩnh là hiện nay rất là ít. Thì đây là một cái thực trạng mà chúng tôi thấy là cũng cần phải quan tâm hơn trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Tùng Lĩnh. Và thưa anh Văn Sang, được biết thì năm 2018, anh là một trong những người trẻ ở Hà Tĩnh được phong danh hiệu nghệ nhân dân gian. Vậy thì anh có thể chia sẻ là anh đã đến với cái niềm đam mê dân ca trong hoàn cảnh như thế nào? Từ khi còn nhỏ thì Văn Sang cùng từ lời ru của mẹ, từ cái câu hát của ba, rồi là từ cái sinh hoạt văn hóa ở quê hương, thì Văn Sang đã cho mình một cái tình yêu, đã cho mình một cái tình yêu đối với dân ca Ví Dặm. Đây là tham gia các cái hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương, đây là trong trường học, cũng như là được cái quá trình mình yêu thích tìm tòi thì Văn Sang đã tìm đến các nghệ nhân để được trao truyền các cái câu dân ca Ví Dặm. Và nhờ có cái sự trao truyền của các nghệ nhân đi trước cộng với cái tình yêu của mình đối với dân ca Ví Dặm, cho nên là Văn Sang đã quyết tâm tìm tòi, tìm hiểu và để có được những cái câu hát dân ca Ví Dặm như ngày hôm nay. Và Văn Sang nghĩ rằng đối với cái danh hiệu nghệ nhân
thì Văn Sang cũng không nghĩ rằng là mình sẽ hát dân ca là để được trở thành nghệ nhân hoặc là để được các cái danh hiệu gì khác, mà mình hát dân ca là mình là cái cách để người trẻ hôm nay gìn giữ, bảo tồn và phát huy vốn quý mà ông cha đã để lại. Vậy anh thấy người trẻ đã thực sự khẳng định được vị trí của mình trong việc bảo tồn những giá trị của dân ca giống như ông Nguyễn Tùng Lĩnh đã chia sẻ hay chưa? Vâng, đúng như anh Tùng Lĩnh đã nói thì người trẻ có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy dân ca Ví Dặm. Những người trẻ chính là những cái gạch nối của thế hệ trước với thế hệ sau, là những người gìn giữ, bảo tồn và những cái người có cái trách nhiệm là phải phát huy những cái vốn quý đó. Thì ngày nay thì giới trẻ cũng đã tham gia các cái hoạt động để bảo tồn và phát huy dân ca Ví Dặm. Như là anh Tùng Lĩnh lúc này cũng đã nói là cái lực lượng trẻ tham gia trong các cái câu lạc bộ, tham gia trong các chương trình văn hóa văn nghệ của địa phương, tham gia trong liên hoan thì lớp trẻ cũng đã đóng một cái vai trò rất là lớn. Bên cạnh đó thì là có những người trẻ say mê, sáng tạo, say mê, đam mê với dân ca Ví Dặm. Chúng ta thấy xuất hiện những cái cô bé dân ca hoặc cậu bé dân ca như là Đình Đạt, như là Khánh Hà, Hà Quỳnh Như, hay là nhiều em khác ở các trường học, ở các thôn xóm, làng quê. Và chính các em cũng là những người đang làm cho dân ca tỏa sáng trên cái văn hóa của dân tộc nói chung. Vâng, xin được cảm ơn anh Văn Sang. Và thưa anh Hoàng Thế Anh, thì được biết hiện nay anh là một trong những chủ nhiệm trẻ nhất ở Hà Tĩnh. Và theo đó thì câu lạc bộ của anh cũng có khá nhiều bạn trẻ. Vậy thì anh có thể cho biết là để duy trì được hoạt động của câu lạc bộ thì việc giữ chân những người trẻ là ra sao? Và có khó hơn so với những cái người lớn tuổi hay không? Muốn để cho cái lớp trẻ mà tham gia dân ca Ví Dặm bằng một cái tình yêu đam mê cho việc của những người có trách nhiệm, những người đam mê. Với tư cách là chủ nhiệm câu lạc bộ thì tôi thường là tiếp lửa cho các bạn trẻ và tìm những cái môi trường hoạt động là thoải mái, động viên, khích lệ các lớp trẻ tham gia. Rồi là có phối hợp với các chính quyền địa phương có các cái hội thi, hội diễn liên quan đến dân ca Ví Dặm để cho các bạn được thể hiện, mới thổi hồn vào là các bạn mới thấy được, mới thể hiện thành công được, mới dành cái sự đam mê cho dân ca Ví Dặm. Vâng, đó có lẽ cũng là một cái điều dễ hiểu bởi người trẻ bây giờ thì có khá là nhiều những cái đam mê khác. Trở lại với nghệ nhân dân gian Văn Sang thì anh có thể nói qua về công việc chính của anh một chút được không ạ? Và anh đã dành thời gian cho dân ca Ví Dặm như thế nào? Công việc chính của Văn Sang hiện nay là đang công tác tại tỉnh đoàn Hà Tĩnh, làm công tác bên mảng thanh niên của tỉnh. Và Văn Sang cũng rất là may mắn là được tiếp xúc với rất là nhiều các bạn trẻ và đặc biệt là các em thanh thiếu niên và nhi đồng. Mỗi một cái lần đến với cơ sở thì Văn Sang cũng thường tham gia các cái hoạt động văn hóa văn nghệ với các bạn trẻ để hát cho các em nghe, để là có thể nói chuyện, truyền dạy cho các bạn những cái làn điệu dân ca, để mỗi bạn trẻ phải biết ít nhất một cái làn điệu Ví, một cái làn điệu Dặm, để sau này các bạn lớn lên đi ra ngoài địa phương khác thì có thể tự hào rằng nói quê hương Hà Tĩnh chúng tôi có một cái câu hát được chắt chiu, được dung dưỡng từ cái tình yêu quê hương đất nước, từ cái lời ru của bà, từ cái câu hát của mẹ, vân vân, để cho các em thêm tự hào về quê hương Hà Tĩnh chúng ta. Vâng, qua trao đổi với nghệ nhân dân gian Văn Sang thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu thêm về tình hình hoạt động của bảo tồn dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh, trong đó có những người trẻ. Và câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho ông Nguyễn Tùng Lĩnh. Theo ông thì nguyên nhân nào khiến cho việc bảo tồn dân ca Ví Dặm có những cái khó khăn nhất định? Hiện nay thì cái môi trường để mà dành cho dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh thì nó cũng bị thu hẹp, đặc biệt là các cái không gian diễn trường. Thì thường ở dân ca Ví Dặm thì nó gắn với cây đa bên Sơn Đình. Tuy nhiên đến nay thì các cái thiết chế này thì cũng là chúng ta không phát huy được. Và thậm chí nhiều cái thiết chế nó đã chuyển đổi công năng. Đấy. Vì vậy cho nên là để cho cái dân ca Ví Dặm phát triển và phát huy ấy, thì nó khó khăn hơn. Cùng với đó thì các cái loại hình giải trí hiện đại nó cũng thâm nhập vào đời sống. Thêm vào đó thì hiện nay thì Hà Tĩnh có một cái khó khăn, đó là cái đội ngũ mà nghệ nhân nòng cốt để dẫn dắt
phát triển phong trào này cũng không nhiều. Hiện nay thì Hà Tĩnh có chỉ có khoảng độ hơn 15 nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản dân ca Vì Dằm là được chủ tịch nước công nhận. Cái lực lượng này thì ngày càng già đi và cái điều kiện để họ phát huy cũng không được nhiều. Trong khi đó thì lực lượng trẻ kế cận thì đến nay chúng ta cũng rất khan hiếm. Thưa quý vị và các bạn, sự nỗ lực của người trẻ trong bảo tồn dân ca là rất đáng cổ vũ và ghi nhận. Mặc dù vậy thì những khó khăn như đã phân tích trên đang là cản trở và hạn chế sự tham gia của người trẻ vào hoạt động bảo tồn và phát triển dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Bởi vậy mà bên cạnh đó thì còn rất nhiều giải pháp lâu dài về cơ chế, về chính sách trong giáo dục, đào tạo, duy trì không gian văn hóa, diễn xướng của dân ca mà vai trò của những nghệ nhân cao tuổi cũng rất quan trọng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi một phóng sự sau. Sau 10 năm dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để góp phần bảo tồn các giá trị của dân ca Nghệ Tĩnh. Đó là liên hoan dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh được tổ chức đều đặn 3 năm một lần. Hoạt động của các câu lạc bộ ngày một tăng về số lượng và hoạt động có chiều sâu. Và từ trong các phong trào đó, nhiều nghệ nhân đã đam mê cống hiến hết mình cho loại hình âm nhạc dân tộc đặc biệt này. Đến năm 2023, Hà Tĩnh đã có 3 nghệ nhân được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 22 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Trong đó có 16 người thuộc lĩnh vực dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Có 203 câu lạc bộ dân ca ví dặm ở các địa phương được thành lập với gần 3.000 thành viên tham gia đủ các lứa tuổi. Nghệ nhân nhân dân Vũ Thị Thanh Minh là người đã có nhiều năm gắn bó và tâm huyết với âm nhạc nói chung và dân ca Nghệ Tĩnh nói riêng. Sau những hoạt động biểu diễn, sau những nỗ lực tìm kiếm và sưu tầm những làn điệu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, thì nay bà tiếp tục niềm đam mê của mình bằng cách truyền dạy lại những giá trị của dân ca Nghệ Tĩnh, kỹ năng diễn xướng của mình cho thế hệ trẻ. Mà từ khi năm 2014 là được UNESCO công nhận và ra đời cho phép thành lập các câu lạc bộ thì cái sự truyền dạy và cái sự tập hợp các thành viên các lứa tuổi để mà truyền dạy, để mà tập tành, mà để mà biểu diễn thì nó có thuận lợi nhiều hơn chứ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là trách nhiệm chung. Các nghệ nhân lớn tuổi thì có trách nhiệm bảo tồn và truyền dạy, còn người trẻ thì có trách nhiệm đón nhận và phát triển thì dân ca mới có được sức sống vững bền. Và thưa ông Nguyễn Tùng Lĩnh thì cái nôi của dân ca Nghệ Tĩnh sau hơn 5 năm kể từ năm 2018 đến nay, nghĩa là sau khi anh Văn Sang được công nhận là nghệ nhân dân gian, chúng ta chưa có thêm một nghệ nhân nào trẻ ở tầm 30 tuổi trở lại được công nhận là nghệ nhân dân gian nữa. Thì ông nghĩ sao về vấn đề này và liệu chúng ta có quá khắt khe hay là do các bạn trẻ chưa đủ tâm huyết ạ? Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất thì tôi cũng thấy là cái số lượng người trẻ mà để mà đạt được những cái tiêu chí mà khi mà để phong tặng nghệ nhân dân gian thì cũng không nhiều. Cùng với đó thì họ cũng một số người cũng chưa thực sự mặn mà để rồi được nhận cái danh hiệu này. Và thứ ba nữa là hiện nay cái danh hiệu nghệ nhân dân gian thì do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng. Cái này nó lại không phải của ngành văn hóa thể thao du lịch. Ngành văn hóa thể thao du lịch chỉ là cơ quan là phối hợp. Đấy. Thì đó là những cái cản trở cho chúng tôi trong cái việc phong tặng nghệ nhân dân gian cho các cái người trẻ hiện nay. Vâng ạ. Theo chúng tôi được biết thì anh Hoàng Thế Anh cũng là một trong những người rất trăn trở với cái vấn đề bảo tồn dân ca. Anh có thể nói về quan điểm của mình ạ. Tại sao thì thời gian qua lại không có nhiều người trẻ được ghi nhận ở trên cái lĩnh vực bảo tồn dân ca ví dặm này? Tôi rất đồng tình với cái ý kiến của anh Tùng Lĩnh. Và với cá nhân tôi thì cũng nghĩ là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái sự đón nhận bằng cái tình yêu dân ca ví dặm ở các lứa tuổi trẻ thì là rất là hiếm ít. Cái tìm ra một cái những nhân tài có thật thì đã hiếm rồi, và những người để cành đam mê tình yêu với dân ca Vì Dằm lại càng hiếm hơn nữa, thì đấy là vấn đề rất bất cập.
Mà vấn đề thứ hai nữa, đưa cái hoạt động, cái môi trường, ví dụ như là có những cái cuộc trường, ví dụ như xảy ra các cái hội thi, hội diễn, hội liên hoan, thì để cho các cái nhân tài trẻ đấy mới khai thác được cái nhân tài trẻ ở dưới địa phương lên. Đồng thời cũng là cái môi trường để cho các bạn trẻ thể hiện và cống hiến. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là để công nhận một cái danh hiệu nào đấy thì cũng phải có một cái sự cống hiến, một sự thể hiện, một cái sự bằng hiện vật mà chúng ta thấy được. Nhưng mà để không có môi trường thì các bạn thể hiện cũng sẽ rất là ít. Chúng ta 3 năm chúng ta có cái hội diễn liên quan đến các vị dằm Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì trong 3 năm đấy thì ngày trước thì các câu lạc bộ là ít, thì ta hầu như là được tham gia. Còn bây giờ mà để mà tất cả các câu lạc bộ đều được tham gia, chỉ là đại diện cho một huyện lấy một cái đội để đi tham gia liên hoan. Như vậy thì đó cũng là một cái bất cập, bởi vì trên một huyện như thế sẽ có rất nhiều câu lạc bộ và cũng sẽ có rất nhiều nhân tài, nhưng mà không lấy hết tất cả thì cũng có các bạn để thể hiện được. Thì các bạn thể hiện được hết tất cả thì chúng bạn còn không thể hiện được, không cống hiến được, thì sự vinh danh gọi những nghệ nhân trẻ cũng sẽ là khá khan hiếm dân. Vâng, thưa ông Nguyễn Tùng Lĩnh, câu chuyện của nghệ nhân dân gian Văn Sang cũng như là nghệ nhân Hoàng Thế Anh liệu có gợi mở cho chúng ta được điều gì trong việc hỗ trợ, động viên, khuyến khích để các bạn trẻ của chúng ta có điều kiện được phát huy khả năng của mình, được cống hiến nhiều hơn cho dân ca ví dặm ạ? Năm 2024 này thì kỷ niệm 10 năm dân ca ví dặm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thì tỉnh ta cũng sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An để tổ chức các cái hoạt động vinh danh và kỷ niệm 10 năm. Trong đó sẽ có một cái hoạt động, đó là tổ chức, có thể là tổ chức liên hoan dân ca giữa hai tỉnh. Đấy. Cùng với đó thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch hiện nay cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh một cái chương trình cụ thể để làm nổi bật thêm cái di sản này. Và chắc chắn lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ có các cái chương trình và có các cái nội dung để dành cho các bạn trẻ. Hiện nay có một điều khó khăn, đó là tỉnh ta có nghị quyết 98 về bảo tồn các di sản. Tuy nhiên thì đối với các cái đối tượng là nghệ nhân dân gian thì chúng ta chưa được đề cập đến. Và đối tượng là nghệ nhân dân gian thì hiện nay thì chưa có chế độ chính sách. Thì đây là một trong những cái rào cản và cũng làm cho cái người trẻ cũng chưa thực sự mặn mà trong cái danh hiệu này. Thì chắc chắn trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ để tham mưu cho tỉnh để đây là có cái chính sách để đồng viên cái đội ngũ nghệ nhân dân gian, đặc biệt là đội ngũ nghệ nhân trẻ. Vâng, tôi nghĩ rằng khi có những cái cơ chế hỗ trợ cho những người trẻ thì chắc chắn rằng đó sẽ là một cái cơ hội, một cái niềm vui để những người trẻ có thêm những cái cống hiến cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh ạ. Còn đối với anh Văn Sang thì là một người trẻ có hàng chục năm gắn bó như vậy thì chắc chắn là một người rất yêu dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Cảm xúc của anh như thế nào khi hiện nay có rất nhiều bạn nhỏ tìm đến với dân ca ví dặm? Có thể nói rằng rất nhiều bạn trẻ đến với dân ca ví dặm, tìm hiểu dân ca ví dặm, đó là một cái điều rất là đáng mừng. Điều đó cho thấy rằng những cái hoạt động, những cái nội dung mà chúng ta đưa dân ca vào trường học, đưa dân ca để cho thế hệ trẻ tiếp cận là đang đi đúng hướng. Và điều đó cho thấy rằng lớp trẻ không quay lưng lại với dân ca ví dặm mà ngày càng bồi đắp thêm cho những cái giá trị mà di sản mà cha ông đã để lại cho chúng ta. Bên cạnh cái môi trường giáo dục của nhà trường, của các câu lạc bộ, thì gia đình cũng có một cái vai trò rất là quan trọng. Ba ru cháu, mẹ hát ru con, rồi là mẹ truyền dạy cho con, bố truyền dạy cho con. Đó, thì từ cái nối đó đã dung dưỡng cái tình yêu đối với dân ca ví dặm cho các em. Và cũng gia đình là cái trường học đầu tiên, cái lớp học dân ca ví dặm đầu tiên để cho các em biết đến dân ca ví dặm. Vâng, như vậy là theo anh Văn Sang thì nền tảng môi trường và gia đình rất là quan trọng. Còn anh Hoàng Thế Anh, câu lạc bộ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, xã Nam Phúc Thăng thì là một câu lạc bộ có rất nhiều bạn trẻ tham gia, trong đó có cả các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Và anh có mong muốn gửi gắm điều gì cho các thành viên ở trong câu lạc bộ của mình cũng như với các bạn trẻ yêu dân ca? Tôi muốn gửi gắm một cái điều cho các bạn trẻ. Thì các bạn là những người có tài năng, có tình yêu với dân ca ví dặm, thì chúng ta hãy là tìm hiểu nhiều hơn nữa, kỹ hơn nữa, hiểu hơn nữa về dân ca ví dặm. Và đặc biệt
là chúng ta phải là dành cái tình yêu nhiều hơn, là thể hiện đúng hơn, hát hay hơn. Và đặc biệt chúng ta phải nên nhớ một điều rằng yêu dân ca chính là yêu bản thân, yêu ông bà, yêu cha mẹ, yêu quê hương, hay nói một cách ngắn gọn, yêu dân ca là yêu quê, yêu nước. Vâng, và câu hỏi cuối cùng thì xin được dành cho ông Nguyễn Tùng Lĩnh. Lúc nãy đến giờ thì chúng ta đã được lắng nghe những ý kiến, những cái tâm sự, những chia sẻ của hai nghệ nhân trẻ là nghệ nhân dân gian Văn Sang và nghệ nhân Hoàng Thế Anh. Vậy thì có thể nói là những người trẻ đã và đang đi đầu trong việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Vậy lúc này đây thì ông có cái điều gì muốn chia sẻ với họ cũng như là với những người trẻ trong việc bảo tồn, gìn giữ những cái giá trị của dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh? Thực ra thì chúng tôi là những người làm trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, và chúng tôi rất cần những người trẻ như các bạn. Đây là lực lượng nòng cốt, lực lượng kế cận, và nói như anh Sang lúc nãy, đây là cái cầu nối để bảo tồn dân ca ví dặm tốt hơn. Thì chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới thì các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, và từ các bạn thì nhân ra thêm rất nhiều cái các bạn khác, các cái lứa tuổi khác, để rồi dân ca ví dặm nói riêng và các cái di sản của tỉnh nói chung có cái điều kiện để phát triển hơn. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn thì những công lao của các bạn cũng sẽ được người dân và những người cộng đồng xung quanh ghi nhận, và cùng với đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu để tỉnh có những cái ghi nhận đối với cái sự công lao cống hiến của các bạn. Và các bạn cứ yên tâm, tôi biết rằng ví dụ ngày xưa những nghệ nhân như nghệ nhân Khánh Cầm, nghệ nhân Thanh Minh thì cũng đã đi hát một cách rất là vô tư, trong sáng và không hề tính toán vụ lợi. Và bây giờ thì người ta đã được nhà nước ghi nhận. Vì tôi mong các bạn tiếp tục nói gương các cái bậc đi trước để rồi tiếp tục cống hiến cho cái dân ca ví dặm của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuộc sống càng hiện đại, việc bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể nói chung và bảo tồn và phát triển dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh nói riêng luôn đặt ra nhiều thách thức. Và hy vọng thì những đam mê của các nghệ nhân cao tuổi và những người nghệ nhân trẻ, nghệ sĩ nhí sẽ được thắp lửa bằng sự quan tâm, bằng sự cổ vũ, động viên của xã hội để tiếp tục có thêm các câu lạc bộ dân ca với những sinh hoạt trao truyền giá trị văn hóa đầy ý nghĩa, để các làn điệu dân ca quê hương luôn ở trong trái tim, tâm hồn của mỗi người, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của thế hệ hôm nay và mai sau. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình hôm nay bằng một trích đoạn dân ca ngắn do nghệ nhân dân gian Văn Sang thể hiện. Và kính chúc quý vị và các bạn có một mùa xuân an vui, hạnh phúc và thêm ngập tràn tình yêu dành cho dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Chứ hẹn nhau về với hồi làng cho sắc xuân thêm mơ thắm, tình quê hương thêm mơ nồng. Gọi bạn mình ơi, xuân đang về, mưa thầm thì từng ô cửa, giữa ngày xuân hội mở, ai bỏ ngỏ câu đó đưa. Chim én liệng chân mây, xuân ngạt ngào hương lúa, nụ trôi.